Đã bao giờ bạn đọc được một câu nhận xét hoặc bình luận nào của khán giả khiến bạn stress chưa? Thì chắc là em xin đến nốt tháng này em cũng không làm bình luận viên anh. Cho em xin nghỉ. Anh Tùng bây giờ anh thích thử thách đúng không? Em cho anh thử thách luôn nào. Anh bốc luôn cái lá thử thách anh cho em. Anh thích đâu. Thôi anh bốc đi, anh thử thách luôn. Anh hay làm thử thách hộ người khác lắm. Anh tự thử thách bản thân mình đi. Nani? Thôi, không. Thôi. Ôi, cái gì này? Dùng 10 tính từ để khen game Liên Quân Mobile. Ôi, đúng nghề. Đầu tiên là dễ chơi. Một, dễ. Hai. Hai nữa đó là tiện. Thứ ba nữa là đẹp. Đẹp thì chắc chắn là một tính từ rồi. Thứ tư nữa là ngầu. Thứ năm nữa là... thứ sáu nữa là thích. Thích là một động từ. Căng quá nhờ. Ban tổ chức tính rồi, không ai đang thử thách dễ đâu. Là căng thẳng. Sau căng thẳng là thứ bảy là hồi hộp. Hấp dẫn có chưa? Chưa. Chín rồi đúng không? 8 thôi. Còn hai cái nữa. 9 là kịch tính. Đúng rồi. Thứ 10 cuối cùng là bùng nổ. Bùng nổ. Tiếp theo là cậu em bên tay phải tôi đây, Tuấn em. Em sẽ chọn giúp chị một sự thật. Chị ơi, em nói là em thích khám phá mà sao lại cho em sự thật nhỉ? Thì không, chị không thích em khám phá nữa. Em khám phá thấy đủ rồi, bây giờ chị muốn khám phá em. Run không dám sút luôn. Đấy. Mà khám phá là khám phá bằng sự thật. Anh nói em biết nha, đây mới gọi là thả thính hiểu không? Thả thính rồi, thế mới là thả thính. Chia sẻ sự thật nào. Sự thật của em là ấn tượng đầu tiên về người bên phải. Ui giời, cái sự thật này làm sao chị khám phá được em? Thế thì hóa ra anh Tùng lại được khám phá. Đấy anh Tùng là người, anh Tùng khám phá em rồi. Cho anh Tùng khám phá em đi nào. Ấn tượng của em về anh Tùng Hạ My. Cái ấn tượng đầu tiên của em thấy với anh là gáy là số 1 luôn rồi. Không, ấn tượng nào nó kiểu nó hơi bị... Nó thể hình ngoại hình tí. Ngoại hình à? Đúng rồi em. Nhìn quả tóc của anh rất là kiểu lãng khách. Lãng khách à? Xong nào nữa em? Nụ cười thì tỏa nắng nhưng mà hình như răng rồi. Có khe hở. Thiếu nắng. Anh cười nó hơi bị thiếu nắng một tí. Thực ra là nó giúp cho việc kiểu điều hòa trong mồm anh. Nó thông hơi đấy. Sau câu khen vừa rồi của em thì anh sẽ đi làm răng. Không, em nghĩ anh nên để như vậy vì nó sẽ rất là đặc biệt. Ngoài về ngoại hình thì con này em còn ấn tượng về cả về cái giọng nói của anh đấy nữa. Mỗi khi anh lên sóng bình luận giải hay là anh live stream, cái lòng nhiệt huyết của anh ấy, em xem em còn cảm thấy là trong lòng em nó bồi hồi theo ấy. Đấy. Giọng nói đánh vào tâm lý à? Người truyền cảm. Anh hiểu, cái này anh hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người em cuối cùng ngồi cạnh tôi đây. Phi Bubber, cho chị thấy một sự thật của em đi nào. Cuối cùng cũng có sự thật của Huy rồi. Linh vật cho anh thấy giấy tính thật của em. Đây này, cầm sự thật vào tay chị. Tay cầm chắc lên anh ấy, mạnh mẽ lên. Đã bao giờ bạn đọc được một câu nhận xét hoặc bình luận nào của khán giả khiến bạn stress chưa? Chảy lòng. Cái này là gãy đúng ở chỗ ngứa này. Thế khoảng thời điểm đầu trong suốt hơn 2 năm làm bình luận viên của mình thì mình cũng chịu tương đối nhiều gạch đá. Đầu tiên là người ta chê là mẹ mình xấu này, xong người ta chê là mình nghiện này. Dạo gần đây thì phải chia sẻ thật mọi người. Mày đừng bao giờ dự đoán nữa. Đúng. Câu đấy tưởng chừng là một câu comment vui thôi. Nhưng mà nó khiến cho mình đôi khi phải chịu những cái hiệu quả nó khá là tiêu cực. Mình đã làm nghề này rồi thì phải có điều tiếng, có người thích mình, có người ghét mình. Anh biết biết. Thì đúng, thì bây giờ mình cũng phải tiết chế lại nhiều hơn. Đúng. Vì mình nhận ra rằng là xung quanh vẫn còn nhiều khán giả yêu thích cái cách bình luận của mình. Thôi mình cảm thấy thoải mái thôi, còn làm nghề gì thì chả có stress, chả có anti-fan đúng không anh em? Break the pressure. Break the pressure. Không có áp lực, không có kim cương. Đúng rồi. Có áp lực, có kim cương. Như vậy là chúng ta vừa mới kết thúc lượt bốc số 2 và bây giờ sẽ là lượt bốc cuối cùng. Rồi, anh Dũng lá bài đỏ tiếp theo của anh nào. Lại đi chơi hệ hỏa. Hat-trick sự thật. Một câu hỏi dành cho anh Dũng đó là: nghĩ sao về việc yêu người cùng nghề? Cái này cũng sốc đấy. Từng yêu anh chưa? Cái này là quan điểm nhỉ? Tại vì là nhưng mà hỏi luôn là anh đã từng yêu ai cùng người
Chưa, nếu mà sự thật thì là chưa. Chưa yêu ai cùng nghề cả. Quẩn càng quá nhỉ. Theo quan điểm của cá nhân anh thì ngày xưa các cụ hay nói là con thầy vợ bạn gái cơ quan thì là không nên yêu. Nếu mà để phân tích ra thì nó sẽ có những cái điểm có lợi và có những cái điểm không có lợi khi mà yêu người cùng nghề. Nếu mà là không có lợi ấy, thì là yêu nhau chẳng may mà sau mà đổ vỡ chia tay thì nhìn mặt nhau nhiều thì nó cũng khó. Còn về thuận lợi thì hai người cùng nghề thì sẽ hiểu tính chất công việc của nhau hơn. Đặc biệt là những cái người mà làm cái ngành nghề đặc thù như anh em mình chẳng hạn thì giờ giấc nó sẽ bị lệch so với người khác ấy. Thì khi mà yêu người cùng nghề thì mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho cái điều đấy dễ dàng hơn. Về quan điểm của cá nhân anh thì tình yêu nó xuất phát từ cảm nhận từ bên trong thôi. Chứ còn cùng nghề hay không cùng nghề thì nó không phải là vấn đề. Chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo đi. Bường Quân, chị sẽ chọn cho em một lá bài nhé. Lá bài màu xanh đi. Selfie tại chỗ một bức hình xấu rồi đăng xe ngay lập tức lên story Facebook. Rồi bây giờ là với thử thách của em là sẽ chụp một bức ảnh xấu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là phải xấu tệ nhá. Xấu tệ luôn đấy. Vâng, để em sẽ cố gắng làm mặt đồ lố nhất có thể. Xấu đến nỗi mà người ta nhìn vào người ta đấm vào mặt em. Người ta thấy xấu ấy. Anh Tùng rất có kinh nghiệm trong phần này. Em sẽ selfie cùng mọi người được không? Thế em sẽ làm nhá. Ok, em xấu lắm đấy nhá, nhớ là em xấu đấy. Xấu phải đúng yêu cầu đấy. Ok. Chưa? Nói thế nào, anh Tùng check độ xấu đi. Đủ xấu chưa? Ủa, nhìn mặt nó muốn đấm thật rồi đấy. Tăng luôn nhá. Ok. Đấy, ok. Tôi confirm là đã hoàn thành thử thách. Thử thách đã hoàn thành. Một lát nữa để xem lát nào có ai comment thì nhớ đọc lên cho anh chị xem nhá. Dạ vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo, thí sinh Thanh Tùng. Lần này thì căng thẳng đấy nhỉ. Thanh Tùng sẽ kể một câu chuyện đi nào. Kể một lá bài đọc. Kể một câu chuyện tức là lá bài sự thật à? Đúng rồi. Thật đấy. Thì mỗi sự thật là một câu chuyện mà anh. Con người anh không có một cái gì giả dối ạ. Nào để xem nào, lần này sự thật của anh Tùng là gì. Ui, cái này là ước mơ à? Hay. Ba điều mà bạn mong muốn đạt được trong năm 2021. Năm 2020 chưa đi qua mà đã kiểu ước mơ của năm 2021 rồi. Qua rồi. Ba điều ước mơ của một người 30 tuổi. Mình 31 tuổi, đến năm 2021 là 31 tuổi. Anh đã đi 1/3 quãng đời. Điều đầu tiên mà mình muốn đạt được đấy là sắp tới là sẽ chuyển qua nhà mới. Mình sẽ muốn là ổn định qua nhà mới. Đó là mong ước đầu tiên của năm 2021, bởi vì là bây giờ anh đang sẽ có chỉnh sửa nhà thì đến cuối năm mới xong. Mong ước thứ hai là vợ anh hay làm giống thảo. Trứng bụng. Vợ anh hay bị trứng bụng ạ. Đẩy thích một tí. Thích một tí là tại vì hôm nay mình thi thẩm hay sao bụng. Mình ăn no quá, trước khi qua hình mình ăn no quá. Thì chính xác là không giống thảo chút. Vợ anh không bị no mà vợ anh có baby. Sẽ đón một thành viên mới. Mong ước thứ ba là kênh Tùng Hoàng Vy đạt 1 triệu sắp đấy, ba mong ước. Cũng ra gì đấy. Ra gì đấy, chúng ta đi à. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Và bây giờ thì Tuấn em sẽ chọn cho chị một lá bài màu xanh. Vâng ạ, em thì em vẫn thích những cái gì mang tính thử thách. Ừ, tại vì là lá bài màu đỏ lúc nãy chị không khám phá được gì của em. Nên là chị nghĩ là thôi, mình cứ chơi đi cho nó vui vậy. Thử thách của em là dùng mọi cách có thể để khiến người bên trái bật cười. Nếu người bên cạnh bật cười thì người bên trái phải bốc một lá bài mạo hiểm. Đấy, nói chung là bây giờ là thử thách của Tuấn em sẽ là làm thế nào cũng được đúng không ạ? Làm thế nào cũng được, trò gì cũng được. Làm sao để Huy Popper bật cười. Đấy. Còn nhiệm vụ của Huy Popper đương nhiên rồi đấy là cố để không cười. Nếu Huy Popper bật cười thì Huy Popper sẽ phải bốc một lá bài xanh. Đúng rồi. Ok, bắt đầu. Bắt đầu đi từ em. Cười. Thế là thử thách của Tuấn em xong rồi ạ. Dễ nhỉ? Bà đấy đã thực hiện xong thử thách. Hình phạt Huy Popper là phải bốc thêm một lá bài màu xanh. Rồi. Ngày hôm nay toàn bốc bài xanh thôi. Được mỗi lần này đó. Em còn người chơi thì full luôn này. Đúng rồi đấy, người ta không kêu thì thôi. Thử thách của em là... Ui. Tách này càng nghe hay là thôi không làm nữa, chuyển. Đọc đi, không được. Anh, đọc đi anh. Gọi cho sếp xin nghỉ việc. Sếp của Huy Popper là ai ta? Nó già rồi. Sếp của anh em bình luận viên là anh Tuấn Peo. Như vậy thì Huy Popper sẽ phải gọi điện cho anh Tuấn Peo và xin nghỉ việc tại Garena.
Rồi à? Ui. Thật à? Này mọi người nghĩ đang hoạt động này, đang hoạt động. Gọi đi, gọi đi em. Rồi à? Cẩn thận bấm nhầm gọi video ấy nhá, gọi về ấy thật đấy. Run. Mở ra ngoài. Ok, giờ quay sang cảnh. Nghỉ, đi làm quân đội. Rồi anh Tuấn à? Em này. Em là anh. Huy Popper anh. Em bảo này. Câu chuyện chắc là anh cũng hiểu ấy, mấy tháng gần đây của em ấy. Thì chắc là em xin đến nốt tháng này em cũng không làm bình luận viên anh ạ. Chắc em xin nghỉ. Sao thế? Cũng kiểu hơi sức khỏe à, cũng kiểu áp lực kiểu gia đình lớn quá, chắc em phải xin nghỉ thôi anh ạ. Nhưng sao thế? Đang ngon mà. Chắc là bố em cũng không thích lắm. Thôi cứ nghĩ là bố giúp anh em một nốt để chung kết làm đã giảm. Vâng. Dạ. Vâng. Dạ em đây ạ. Thế nhá, cổ nốt chung kết xin nốt để làm nốt cho cháu. Thôi anh tớ béo ơi, em bảo đây. đang quay mini game. Khổ quá, em không đuổi, em không nghỉ việc đâu nhanh nhá. Rồi sếp ơi. Thử thách nó vậy. Thử thách cái này, gọi cho sếp xin nghỉ việc anh ơi. Không phải em nghỉ việc đâu nhá. Không, em không xin anh. Đừng. Cho nghỉ luôn. Như vậy đây cũng là thử thách cuối cùng của mini game nói thật hay mạo hiểm của chúng tôi ngày hôm nay rồi. Nói chung là ngày hôm nay anh em đánh giá thử thách như thế nào nhỉ? Cũng thú vị đúng không? Không cần phải mất quá nhiều calo đúng không? Anh thấy là thử thách cuối cùng là thử thách càng ý nghĩa đúng không? Ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa. Khép lại video ngày hôm nay thì xin được cảm ơn cả 5 người chơi. Hy vọng rằng là mini game này thì sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về các nhân vật của chúng ta, cũng như là các anh cũng đã có giây phút để hiểu nhau hơn và thư giãn vui vẻ một chút. Và những cái căng thẳng thì chúng ta sẽ giải quyết sau nhỉ? Có thăng thì có chậm. Chắc có mỗi mình em căng thẳng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào máy quay và nói lời chào tạm biệt với các bạn khán giả. Và hẹn gặp lại các bạn vào những mini game lần sau của Liên Quân Mobile. Xin chào, bye bye. Tạm biệt mọi người, tạm biệt. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.